Vì không có sự thành tựu đối với tất cả pháp nên mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể thành trí nhất thiết trí sao? Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng không thể thành trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì có sở đắc nên không thể thành được, vì có danh tưởng nên không thể thành được, vì có tạo tác nên không thể thành được. Trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thành trí nhất thiết trí? Phật bảo Trời Đế Thích: Đối với sự phát khởi trí nhất thiết trí, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có sự thành tựu nên gọi là thành. Trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, bạch thiện thệ, thật hiếm có, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không vì sự sanh diệt tất cả pháp nên hiện ra ở thế gian, không vì sự thành hoại tất cả pháp mà hiện ở thế gian, nhưng cùng với thế gian làm lợi ích lớn lao. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi lên tư tưởng như vậy, đối với tất cả pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc thành hoặc hoại, đại Bồ Tát này liền xa rời Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, có nguyên nhân mà các đại Bồ Tát xa rời Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Nghĩa là khởi lên tư tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có sở hữu, chẳng phải chân thật, không bền chắc, chẳng tự tại. Đại Bồ Tát này liền xa rời Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hư, chẳng phải thật, chẳng phải bền chắc, chẳng phải không bền chắc, chẳng phải tự tại, chẳng phải không tự tại. Đối với tất cả pháp không có sự phân biệt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy để hiện rõ pháp nào? Phật dạy: Này thiện hiện, ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy hoàn toàn không có pháp để hiện rõ. Vì sao? Vì trong giáo pháp của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này chẳng hiển bày sắc, cũng chẳng hiển bày thọ tưởng hành thức, chẳng hiển bày quả dự lưu, cũng chẳng hiển bày nhất lai bất hoàn A La Hán, độc giác Bồ Đề, cũng chẳng hiển bày tất cả hạnh của đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tức là Ba La Mật Đa rộng lớn. Phật hỏi thiện hiện: Do ý nào mà ông nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tức là Ba La Mật Đa rộng lớn như vậy? Thiện hiện đáp: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với sắc chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ, đối với sắc chẳng làm cho tập hợp, chẳng làm cho tan rã, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho tập hợp, chẳng làm cho tan rã, đối với sắc chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Như vậy cho đến đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ. Đối với sự chứng đắc trí nhất thiết trí của Phật cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng làm cho tập hợp, chẳng làm cho tan rã. Đối với sự chứng đắc trí nhất thiết trí của Phật cũng chẳng làm cho tập hợp, chẳng làm cho tan rã. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Đối với Phật đã được trí nhất thiết trí cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Vì sao? Vì năm uẩn cho đến trí nhất thiết trí chẳng phải lớn, chẳng phải nhỏ, chẳng phải tập hợp, chẳng phải tan rã, chẳng phải có sức, chẳng phải không có sức. Vì tự tánh tất cả pháp đều là không. Nếu đại Bồ Tát khởi lên tư tưởng như vậy, chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì các tư tưởng như vậy chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có tư tưởng như vậy. Ta phải cứu thoát một số hữu tình vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Nếu có tư tưởng này thì gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải có sở đắc là có thể thành tựu được. Vì sao? Vì hữu tình không sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không sanh. Vì hữu tình không tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không tự tánh. Vì hữu tình xa lìa nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng xa lìa. Vì hữu tình không thể nghĩ bàn nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không thể nghĩ bàn.
Vì hữu tình không có pháp hoại nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không có pháp hoại. Vì hữu tình không giác tri nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không giác tri. Vì hữu tình đúng như nghĩa không có sự chứng ngộ nên biết bát nhã ba la mật đa cũng đúng như nghĩa không có sự chứng ngộ. Vì năng lực của hữu tình chẳng thành tựu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con duyên theo ý này mà nói, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tức là bát nhã ba la mật đa rộng lớn. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa thành tựu đại sự. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nào có thể tin hiểu sâu xa, không có sự ngăn ngại, không nghi ngờ, cũng chẳng nhầm lẫn? Đại Bồ Tát này qua đời từ chỗ nào mà sanh đến nơi này, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đã bao lâu, đối với nghĩa sâu xa của pháp có thể tùy theo đó mà hiểu rõ. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này từ mười phương thế giới đã phụng sự chư Phật ở trong pháp hội qua đời sanh đến nơi này. Đại Bồ Tát này đã hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, trải qua vô lượng vô số đại kiếp, đối với nghĩa sâu xa của pháp có thể theo đó hiểu rõ. Vì sao? Nếu đại Bồ Tát từ thế giới phương khác đã phụng sự Đức Phật ở trong pháp hội đó qua đời sanh đến nơi đây, thì đại Bồ Tát này đã gần gũi nhiều chư Phật Thế Tôn, đã từng hỏi pháp nghĩa sâu xa trong đây, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa hoặc thấy hoặc nghe liền nghĩ: Hôm nay ta được thấy Phật, được nghe những điều Phật nói. Do nhân duyên này, nếu nghe thuyết giảng về bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng tai lắng nghe cung kính lãnh thọ, chấm dứt sự nghi ngờ đối với pháp nghĩa sâu xa. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này đã từng cúng dường vô số chư Phật, đã nhiều kiếp hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên đời này mới có thể thành tựu việc này. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể lắng nghe, có thể quan sát được, có thể phát khởi, có thể nhớ nghĩ, có thể thị hiện, có thể hiện rõ nơi chốn thời gian khác nhau, có thể thuyết giảng và biểu hiện các tướng trạng và chỉ rõ ý nghĩa sâu xa của bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Phật dạy: Không thể. Thiện hiện nên biết, bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng phải uẩn xứ giới tự tánh sai khác có thể chỉ rõ được. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo xa lìa, chẳng phải pháp xa lìa có thể chỉ rõ bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, lìa uẩn xứ giới cũng không thể giác ngộ được bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì ngay nơi uẩn xứ giới có thể hiểu được các pháp rốt ráo xa lìa nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Thế nên bát nhã ba la mật đa cùng với uẩn xứ giới không hai không khác. Thiện hiện nên biết, tức là tất cả pháp rốt ráo không tánh xa lìa, vĩnh viễn vắng lặng nên gọi là bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, lúc nào không còn tưởng, cũng không có lời nói để thiết lập về các tưởng, thì khi đó gọi là bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tích chứa công hạnh lâu như vậy mới có thể siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Phật dạy: Này thiện hiện, ở đây nên phân biệt vì căn cơ của các Bồ Tát khác nhau. Thiện hiện nên biết, có đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đã gặp thiện hữu chân chánh, dùng phương tiện giúp đỡ nên có thể tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa ngay. Vì đại Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo nên chẳng hủy báng chánh pháp, không thấy các pháp có tăng có giảm, thường không xa lìa chánh hạnh của Bồ Tát, thường không xa lìa chư Phật Bồ Tát, thường gieo trồng căn lành để thân tâm thanh tịnh, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, tuy đã từng được gặp trăm ngàn Đức Phật ở chỗ các Đức Phật tu hành phạm hạnh, nhưng vì dùng có sở đắc làm phương tiện nên không thể tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa này không sanh lòng tin hiểu nên liền bỏ đi. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này ở chỗ Đức Phật quá khứ đã từng nghe thuyết giảng bát nhã ba la mật đa sâu xa không sanh cung kính. Vì không cung kính nên không thường lắng nghe, vì không thường lắng nghe nên không thể gần gũi được, vì không thể gần gũi nên không thể thỉnh hỏi, vì không thỉnh hỏi nên không thể tin hiểu, vì không thể tin hiểu nên bỏ chúng mà đi. Do nhân duyên này làm cho nghiệp thiếu chánh pháp càng tăng trưởng, do sức mạnh của thói quen từ đời trước, nay nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa này lại bỏ đi nữa, không sanh cung kính nên không thể lãnh thọ,